Thân ái xin chào các bạn, chào tất cả các anh em đam mê âm thanh cổ, những dòng loa mà mấy mươi năm về trước. Hôm nay Quý Nguyễn có những đôi loa như vậy này, giới thiệu với các bạn chúng ta. Đôi loa AR2 thẳng hàng, ba loa thẳng hàng. Những cái dòng loa AR2 thì rất nhiều mô đen, AR2AX, ba loa, hai loa, rồi bốn loa cũng có. Rất nhiều mô đen, nhưng mà đặc quan trọng là cái độ đẹp và độ zin của nó. Đôi loa mình đang giới thiệu với các bạn là đôi loa AR2 ba loa thẳng hàng, gồm có ba loa, hai loa trên, nó phụ trách cho cái dãy cao nè. Cái mấy cái màng loa AR này các bạn nghe, cái màng này nè nó giòn giòn cứng cứng á, rất dễ vỡ. Mình nói luôn vậy, anh em xài là nó kêu rột rột vậy, nhưng mà tránh trẻ con đụng vào đấy, nó nhăn nhăn như vậy đấy. Còn cái bắt của nó là cái viền vải và ngón bò, da viền vải da bò nè, và khung này là khung nhôm. Cái đôi loa này đặc biệt là các bạn thấy nha, những con ốc nó mới toanh nè, những con ốc bậc kè, ốc một 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 thẳng, một kè mới toanh riêng từng con ốc luôn đấy. Các bạn quan sát luôn cái loa bên này khá là đẹp, đôi loa không không có chỗ chê nào hết trơn. Đây là đẹp nè ha, mình để gần lại luôn đây các bạn, đôi loa khá đẹp nha, đấy đẹp lắm luôn á. Và mặt cây đít cây, đôi loa này là nhà người ta làm bằng thủ công nè. Rồi bây giờ các bạn xem cái chung quanh của cái đôi loa nha. Mình có thể mình để lên cái mâm quay nè, để cho anh em chúng ta cùng xem. Đây đôi loa khá là đẹp phải không? Đây, cái băng gỗ cũng cần cần tung tung nhau á. Đôi loa này thì chơi với những cái dòng loa dòng 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 âm ly sang xuôi 5.000 hay là Fisher âm ly 2.000 bằng Fisher rồi rất ok. Những con chạy sò nhôm Motorola thì càng càng thích luôn nè, mặt cây này đít cây luôn các bạn ha. Và cái gỗ thông á là các bạn nhìn nhớ này, gỗ thông thì cái gỗ của nó là ván ép nặng, ép từng sớ sớ lại chứ không phải là gỗ 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 như cái gỗ gỗ công nghiệp kia nha. Đây nó ép lại, các bạn thấy từng sớ không đấy, khá là đẹp. Đây, đó. Mà đây này, từng miếng gỗ lại, từng từng cái lá gỗ lại 5-6 miếng á, người ta mới gọi là gỗ thông. Và thân thùng của nó cũng là thông nè, khá đẹp phải không? Rồi các bạn xem luôn cái bên này. Rồi xem hồi nãy mình xem bên kia rồi, giờ mình xem bên này nè. Đây, khá là đẹp. Sau khi xem cái này rồi mình sẽ cho đôi loa nó nằm xuống, cho đôi loa nó nằm xuống rồi mình cùng tháo ra phía bên trong. Đôi loa này như mình nói với các bạn đấy, đôi loa này chơi nhiều dòng nhạc lắm, những dòng nhạc vàng, nhạc đồng quê hoặc có tít, chơi rất vô tư ha. Đặc biệt những cái đôi này không có cái đêm chơi karaoke được nghe. Đôi loa này thì mình vừa chừng nghe hai bài đẹp này đấy, và đây là e căng của nó là vải nó kim tuyến đấy, vải nó mấy mươi năm mà này, nhìn nó cũ quá ha. AR mà các bạn chấp nhận chơi AR hỏi biết những điều đó nha. Này ok, và bây giờ xin mời các bạn cùng Tuấn Nguyễn cho đôi loa nằm xuống, mình khám phá phía bên trong nha. Bây giờ xin mời các anh em chúng ta này cùng khám phá phía bên trong của đôi loa AR2 bánh bò gỗ thùng gỗ thông này nha. Đã là gỗ thông là chung quanh là gỗ thông hết, và ván là ván ván ép đó các bạn, cho nên người ta mới gọi là gỗ thông nha. Mặt trước mặt sau mặt cây đít cây luôn. Cái cụ loa này các bạn thấy như cái ống bơ người ta, và các bạn thấy như con ốc này còn bự, bạn chưa có do cái dấu hiệu mà cần chỉnh sửa mở gì cả, zin đét luôn nha. Sườn nhôm, cái sườn nhôm đúc này có tem AR này đấy. Những cái loa như thế này là quá là đẹp luôn, đẹp đẹp mỹ mãn. Gọng bơ đấy, các bạn ha, tema chữ AR nổi nè. Rồi cái bên này cũng vậy thôi đấy. Những con ốc các bạn nhìn thấy ốc nó mới không, mới toanh rồi. Và cái tem trong cái thùng này còn mới nữa này, cái miếng này mà nó còn nó mới vậy, cái bông nó chưa có nát nhiều, chưa có nát, thường thường là nó bị nát như miếng miếng lót này đấy. Bên này cũng vậy thôi các bạn, cái dây thường thường cái dây AR nó ngắn lắm cho nên đấy,
Rồi bây giờ chúng ta đến xem mấy cái chép nè. Đây chép này, những cái lớp bông mà người ta lót này à, còn hai cái cũ đẹp không, cũ khá là đẹp ha. Đấy, thường thường mấy cái dây này nó ngắn lắm, mình không có lôi ra được nữa, mình cũng cố gắng lắm rồi nha. À, cái côn nó đẹp dữ không, côn màu vàng. Rồi bên này đây các bạn thấy cái côn đẹp không, côn màu vàng. À, rồi bên bò nó có cái khác. Đây mình tháo ra như vậy là những cái đôi loàn nó zin đẹp luôn á. Có cái gì, những cái dây nó ngắn bê là không được đấy. Đây các bạn, đấy 041 041 hết thôi. Rồi ok, đấy đôi loa khá là đẹp. Rồi đôi loa này các bạn mà chơi những cái amply Fisher, những amply sò nhôm Motorola hay là sang xui rồi rất tuyệt vời nha. Sang xui 5000 a 5000 x thì chỉ là chơi tốt hết với đôi loa này. Vâng, để mình đóng lại rồi mình đôi loa này giá ở đây của nó là 18 triệu đồng, thùng mặt cây đít cây, thùng gỗ thông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.